Các bến xe khách trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là các vé giả này được giao bán công khai trên mạng với chiêu thức là nhượng lại vé đã lỡ mua. Tình trạng này hiện rất phổ biến và nhiều hành khách đã bị mắc lừa trong thời gian gần đây. Đại diện lãnh đạo các bến xe khẳng định có rất nhiều người mua vé xe khách qua mạng, sau đó nhận thấy vé có phần khác thường và mang đến bến xe để xác minh với nhà xe thì mới biết đó là vé xe giả. Như đại diện hãng xe Cúc Tư xác nhận, vé xe làm giả thường rất tinh vi, người mua khó nhận biết. Hãng này lưu ý, một chiếc vé thật phải có số seri bên góc phải, dấu mộc giáp lai giữa hai liên vé và có mã số thuế phía dưới vé. Đồng thời vé xe Tết thì phải ghi rõ ngày giờ xuất phát, biển số, tài xế và số ghế. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông khuyến cáo người dân nên mua vé tại bến. Hiện tại vé xe Tết còn nhiều, chỉ hạn chế vé xe giường nằm. Nhiều hãng xe uy tín chưa bán vé Tết, hành khách không nên quá nôn nóng mà sập bẫy vé chợ đen và vé giả. Hiện tại nhiều người vẫn nghĩ, lỡ mua vé Tết nhưng muốn trả lại vé cho các nhà xe, không được như mọi năm trước nên lo lắng.